Thị trường đặc biệt quan trọng ở châu Á mà ông Phạm Nhật Vượng vừa nhắc tới có gì hấp dẫn với VinFast? Ông Phạm Nhật Vượng khẳng định Vingroup coi đất nước này là một trong những thị trường đặc biệt quan trọng trong chiến lược vươn ra khu vực và quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và phái đoàn cấp cao Philippines đã có cuộc gặp riêng với Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng và các cán bộ lãnh đạo tập đoàn. Tại cuộc gặp, Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đã giới thiệu với Tổng thống Ferdinand Marcos về các công ty trong hệ sinh thái Vingroup đang có kế hoạch đầu tư vào thị trường Philippines, trong đó đặc biệt là VinFast, thương hiệu xe điện toàn cầu với các dòng sản phẩm đa dạng từ xe máy điện, ô tô điện, xe buýt điện. Tổng thống Ferdinand Marcos hoan nghênh ý định đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực của Vingroup vào Philippines, trong đó có lĩnh vực xe điện và pin. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Ferdinand Marcos cho biết, chúng tôi mong muốn gia tăng giá trị cho Philippines bằng cách tự chế biến khoáng sản trong nước và hy vọng có thể thành lập nhà máy sản xuất pin. Tất cả những điều này đều phù hợp với tầm nhìn của Vingroup. Tổng thống cho biết, chính phủ Philippines sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ Vingroup và các công ty con trong quá trình đầu tư, kinh doanh. Chủ tịch tập đoàn Vingroup hứa với Tổng thống Philippines rằng sẽ giao ngay cho các công ty thuộc tập đoàn kết nối với các đối tác, cơ quan liên quan của Philippines để xúc tiến việc nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Ông Phạm Nhật Vượng cũng khẳng định Vingroup coi Philippines là một trong những thị trường đặc biệt quan trọng trong chiến lược vươn ra khu vực và quốc tế. Doanh số bán xe điện của Philippines sẽ đạt 6,6 triệu chiếc vào năm 2030. Philippines đang trong quá trình tái cơ cấu ngành giao thông vận tải với việc thay thế dần những phương tiện cũ và thực hiện kế hoạch hiện đại hóa, trong đó tìm kiếm nguồn cung ứng xe điện là một phần quan trọng. Quốc đảo này đã thông qua luật hỗ trợ xe điện, khuyến khích nhập khẩu linh kiện xe điện và mong muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia lắp ráp xe điện trong nước để tạo thêm giá trị cho nền kinh tế. Thị trường xe điện Philippines trong giai đoạn phát triển ban đầu nhưng đang phát triển nhanh chóng. Chính phủ, các bên trong ngành và người tiêu thụ đều đang cùng nhau hợp tác để đưa Philippines trở thành quốc gia đi đầu trong quá trình chuyển đổi xe điện. Báo cáo của Mobility Foresight phát hành hồi tháng 11/2023 nêu. Trước đó, Cục Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Mỹ dẫn báo cáo của Hiệp hội Xe điện Philippines EVAB dự báo tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường xe điện tại Philippines là 8-12%, sẽ tạo ra doanh thu 1,68 tỷ peso, khoảng 33,6 triệu USD, tỷ giá quy đổi tại thời điểm phát hành báo cáo, từ dịch vụ và doanh số 200.000 chiếc vào năm 2024. Trong một báo cáo hồi tháng 10/2023, Hiệp hội Xe điện Philippines EVAB dự kiến doanh số bán xe điện tích lũy ở nước này sẽ đạt 6,6 triệu chiếc vào năm 2030. Philippine News Agency dẫn nguồn và cho biết, Hiệp hội này đang nỗ lực thực hiện các chính sách của chính phủ nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực xe điện địa phương, đặc biệt là sản xuất và thiết lập cơ sở hạ tầng cần thiết như trạm sạc. Chủ tịch danh dự EVAB Ferdinand Raquel Santos nói với các phóng viên rằng, trong triển vọng doanh số tích lũy 6,6 triệu chiếc vào năm 2030, hơn một nửa số xe điện sẽ vẫn là xe hai bánh. Đáng chú ý, lãnh đạo EVAB Raquel Santos cho biết có ít nhất 60% xe điện trong nước là xe hai bánh. Ông Edmond Araga nói, đối tác của chúng tôi, Bộ Năng lượng, đang tích cực thúc đẩy việc triển khai sử dụng xe điện nhanh hơn trên toàn quốc theo lộ trình toàn diện trong ngành công nghiệp xe điện. Và ông cũng nêu, Philippines đã thông qua đạo luật EVDA, đạo luật phát triển ngành công nghiệp xe điện. Araga cho biết, sắc lệnh điều hành số 12 loại bỏ thuế suất đối với xe điện nhập khẩu nguyên chiếc trong 5 năm đang giúp xe điện cạnh tranh hơn về mặt chi phí ở Philippines. EVAB cũng hoan nghênh việc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe điện và cắt giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe hybrid theo luật cải cách thuế để tăng tốc và bao trùm. Bộ trưởng Rafael Lotila cho biết rằng, cơ quan này đã đề xuất tạm thời loại bỏ thuế nhập khẩu đối với xe máy điện như xe điện được áp dụng cho xe hybrid và xe điện hybrid cũng như các bộ phận và linh kiện của chúng. Theo kế hoạch đã được công bố, VinFast dự kiến sẽ đầu tư tối thiểu 1,2 tỷ USD vào Indonesia trong dài hạn.
Song song với việc phân phối các dòng xe nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn đầu, VinFast sẽ đầu tư 200 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện với sản lượng dự kiến lên tới 30.000 đến 50.000 xe trên năm tại Indonesia. Cũng trong tháng 1, VinFast đã ký thỏa thuận thiết lập một cơ sở sản xuất xe điện đầu tiên ở Ấn Độ nằm tại bang Tamil Nadu ở miền Nam với tổng đầu tư có thể lên đến 2 tỷ USD, trong đó có cam kết đầu tư 500 triệu USD trong 5 năm đầu tiên. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hỗ trợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964 002 593 để được tư vấn.